Xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện trinh thám Z 28 của tác giả Người Thứ Tám. Tây Ban Nha, 200 tấn vàng đẫm máu, chương 9. 5 phút sau khi Văn Bình lái chiếc xe pha xa vào sân nhà trệt, thì một chiếc xe bít bùng xuất hiện. Nó không theo Văn Bình vào ngõ hẻm, nơi nó đậu lại dường như đã được chuẩn bị từ trước. Căn cứ trên một bản đồ thành phố trải ngang đùi, tài xế ngừng xe tắt máy ngay ở nơi được đánh dấu chữ thập bằng bút chì mỡ. Trên bàn trước chỉ có một mình tài xế, phía sau được che kín như cái hộp. Hai người túc trực bên trong, một già một trẻ, phục sức xuềnh xoàng, nét mặt rắn rỏi lì lợm của những kẻ đã từng lăn lộn trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Cả hai ngồi bệt trên sàn xe, chăm chú theo dõi những bóng đèn màu đỏ và xanh thắp sáng, cũng như những cây kim đồng hồ trong cái máy kiểm thính lớn bằng cái vali hạng trung kê dọc bên hông xe. Chiếc xe bít bùng hòa lẫn với đám lá cây thành một khối đen. Ở xa chừng 10 thước, không ai nhận ra nó. Dẫu nhìn thấy thì cũng không nghi ngờ. Ban đêm, xe đậu ngoài đường là chuyện bình thường. Vả lại đây là đường vắng, những phương tiện ồn ào như xe điện không bao giờ chạy qua. Thoạt tiên, cả hai tỏ vẻ hà hê. Tên trẻ đeo cái mũ nghe lên đầu, trong khi tên già nhồi thuốc lá đầy ống tẩu trịnh trọng châm hút. Kể từ lúc Văn Bình mở nước trong buồng tắm, sự khoái trá của tên trẻ vụt biến mất như bong bóng xà bông. Hắn nhăn mặt nói với tên già: "Đại ca ơi, chỉ nghe toàn những tiếng nước chảy." Tên già nhún vai: "Có lẽ họ đang tắm. Tắm chung sướng nhỉ. Chờ một lát họ tắm xong thì sẽ hết thôi." 15 phút rồi 30 phút trôi qua, tiếng nước chảy vẫn y nguyên. Nó chỉ giảm bớt cường độ chứ không ngừng bật như tên già tin liệu. Loáng thoáng có tiếng người nói, nhưng đã bị âm thanh của nước che lấp. Tên trẻ cầu nhau: "Tắm gì lâu vậy, định ngủ luôn trong bồn à?" Tên già rút ống điếu ra khỏi miệng: "Trai gái hẹn hò với nhau mày không cho người ta làm sạch một chút sao? Mày ăn ở bẩn quen nên chịu không nổi. Hồi tao còn trẻ như mày, tao còn sửa soạn lâu gấp đôi. Người đẹp chờ ở ngoài mặt, tao cũng kỳ cọ đúng nửa giờ." "Đại ca, từ nãy giờ đã hơn 60 phút, nghĩa là hơn một tiếng đồng hồ." "Thế à, ráng kiên nhẫn chừng 15 phút nữa xem. Nếu bằng ghi âm vẫn còn như thế, tức là nó đã bắt đầu nghi ngờ." "Mình bị lộ hả đại ca?" "Bại lộ thì chưa chắc, nhưng chắc nó gia tăng thận trọng. Trong hoàn cảnh nó, tao cũng sẽ thận trọng như vậy." "Đề nghị đại ca, mình trèo tường, ập vào bắt chúng nó." "Bắt thì chẳng khó gì, nhưng mục đích của chúng ta không phải là vậy. Mình chỉ cần nghe lọt những điều nó nói với nhau xong xuôi rồi mới hành động." "Đại ca, em vừa nghe rõ lại như cũ, không còn tiếng nước chảy nữa. Thật là quái gở." "Có gì mà mày cứ kêu quái gở thế?" Thằng đàn ông quay ra ngủ, mới đặt lưng xuống nó đã ngáy như sấm. "Tao không tin." Còn cô gái thở dài sườn sượt, có lẽ chàng ngủ ríu mắt đã bắt gia nhân một xó. Nàng đau khổ than thân trách phận im lặng một mình: "Đưa mũ nghe cho tao xem." "Đại ca tưởng em điếc sao? Đây, mời đại ca thưởng thức điệp khúc o o của thằng cha đa tình Z28. Tên già giật mình như bị chảo nước sôi sùng sục hắt vào người. Đàn em của hắn đã báo cáo đúng. Văn Bình Z28 không hối hả sục sạo, chạy đua với kim đồng hồ như hắn và thượng cấp của hắn trù tính. Z28 vẫn tỉnh bơ. Tên già văng tục rồi lẩm bẩm như kẻ bị ma hành: "Quái đản, giờ này mà ngủ, thằng Z28 này điên chắc. Nè mày." "Dạ, đại ca kêu em." "Mày ở lại đây, tiếp tục công tác kiểm thính. Tao về xin thêm chỉ thị." "Đại ca định đi bao lâu?" "Chừng một tiếng đến một tiếng rưỡi. Đến khi tao quay lại, trời chưa sáng đâu. Cùng cách nó ngủ mê ngủ mệt như vậy, có lẽ mai sáng nó mới thức. Mình còn vô khối thời giờ, mày làm việc cho khéo nha." "Đại ca cứ tin ở em." "Mày chỉ được cái nhăn nhậu đoán, lỡ ngớ mà bị hỏi giấy thì khổ nạn đó con." "Hết giờ taxi chạy, đại ca lấy gì mà về trụ sở?" "Ra đầu đường tao sẽ mượn tạm chiếc xe nào đó." Z28 và cô gái có nói gì nữa không? "Không có, vẫn những tiếng ngáy điếc tai và tiếng thở dài não nuột." "Được rồi, tao chuồn đây." Tên già mở cửa xe băng xuống nệm cỏ ướt sương, bốn bề vắng tanh và tối thui. Khi tên già rời chiếc xe bít bùng thì trong tòa biệt thự trệt, Văn Bình hé mắt quan sát căn phòng tối om. Chàng chỉ giả vờ ngủ nhưng vẫn tiếp tục ngáy. Nằm bên, Diane vẫn còn thức, hơi thở của nàng không đều đặn, chứng tỏ tâm thần chứa đầy phiền muộn. Đột nhiên nàng quay mặt về phía chàng thút thít khóc. Đàn bà có khác, giác quan thứ sáu của nàng cực kỳ nhạy cảm. Nàng chợt hỏi: "Anh vẫn còn thức à?" Chàng khẽ cựa mình ú ớ. Nàng lay chàng: "Dậy với em đi anh, em không ngủ được." Văn Bình không thể chần chờ thêm. Tuy yêu nàng, chàng vẫn phải điểm huyệt cho nàng mê man. Lợi dụng hoàn cảnh ngược nàng cọ sát vai chàng,
chàng thọc khẽ Atemi bằng đầu ngón trỏ vào dưới nách. Nàng bất tỉnh tức khắc. Chàng xuống giường kiểm soát các rèm cửa. Tất cả đều được kéo kín. Chàng ung dung mở đèn. Ánh đèn đỏ làm chàng khó chịu. Tuy nhiên, trong phòng không còn ngọn đèn nào khác. Chàng lẩm bẩm trong miệng. Đuổi khỏi trường đi nếu ước. Còn chó vàng, người đàn bà đẹp và hai khúc cốt lết nướng trên vai. Lù Liều là môn đệ hội họa của bậc thầy lập dị Điền Tàng Dali. Cách trang trí ngôi nhà cho Văn Bình thấy ảnh hưởng sâu đậm này. Dali, Văn Bình cắn môi bóp trán, đào tìm trong trí nhớ, chàng suýt bật lên tiếng kêu. Người đàn bà đeo cốt lết nướng bánh chẳng phải ai xa lạ. Trên thế giới chỉ có mỗi một người đàn bà đeo cốt lết nướng trên vai được vẽ thành tranh. Bức tranh được toàn thế giới biết tiếng, đó là họa phẩm của Dali. Thiếu phụ trong tranh chính là vợ của ông ta. Năm 1934, ông đặt chân xuống bến tàu Nữ Ước giữa sự đón tiếp nửa ngạc nhiên, nửa tò mò của các nhà báo. Một ký giả đã hỏi, ông vừa vẽ bà vợ của ông với hai khúc cốt lết nướng trên vai phải không? Đúng vậy. Tại sao? Vì tôi yêu cốt lết, đồng thời yêu vợ tôi. Tôi nhận thấy không có lý do nào ngăn tôi vẽ chung trên một khung vải hai đề tài tôi yêu nhất, đó là vợ tôi và thịt nướng. Vợ ông là Gala. Khi lấy nhau, hai người nghèo kiết xác. Ông nặn óc nghĩ ra hàng trăm sáng kiến mà không ai mua. Nào là người mẫu thợ may với cái đầu kết bằng hoa hồng, móng tay dài như móng chuột, bồn tắm bọc bằng lông chồn đắt tiền, bên trong nổi lên bền hoa thủy tiên, máy điện thoại bọc đá vân cẩm thạch cho đàn bà đẹp. Ông yêu Gala, cho nên hầu hết họa phẩm sau này, ông đều ký tên Gala Dali. Cặp mắt của Văn Bình tự động hướng lên tường. Trên bốn bức tường gắn vỏ sò, chỉ vỏn vẹn có ba bức họa và đều là họa chân dung. Chàng nhìn ở góc dưới không thấy ký chữ Gala Dali như thường lệ. Chưa hoàn toàn thất vọng, Văn Bình cố lục lọi phía sau đường nét của ba tấm chân dung vẽ bằng chì than, không ký tên, bút pháp lập dị theo khuynh hướng siêu thực của Dali nhưng chưa được dài dặn lắm, nếu không muốn nói là non nớt. Chàng đoán đây là công trình của Lulio. Nếu là Diane, phải có sự mềm mại cố hữu của nữ giới. Đành là bay bướm, xong là thứ bay bướm của đàn ông. Chắc là Lulio đã vẽ những bức tranh này khi nhàn rỗi. Chi tiết khiến Văn Bình chú ý, người mẫu ở ba tấm chân dung đều rất xấu. Hai bà lão cằn cỗi, một người đàn ông trung niên gầy còm, da mặt nhăn nheo, miệng cười như mếu. Mỗi bức tranh đều ghi tên người mẫu. Văn Bình lẩm nhẩm đọc tên. Người đàn ông trung niên mang tên Luis Buñuel. Luis, Văn Bình cố mường tượng lại những hiểu biết của chàng về họa sư Dali. Chàng điểm lại cuộc đời lên bồng xuống chìm của ông. Những đóa hoa biết nói mà ông đã từng gặp. Những người thân, những người bạn và những người giữ vai trò quyết định trên đường tạo dựng sự nghiệp. Luis Buñuel, trời ơi, Lulio thật oái oăm. May mà chàng có trí nhớ siêu đẳng. Nếu là người khác thì những mẫu tên, thì những cái tên nhạt nhòa này đã chìm lìm trong sương mù ác ôn của dĩ vãng. Năm 1929, Dali được 23 tuổi. Ông bị đuổi khỏi trường mỹ thuật ở Madrid về tội vô kỷ luật, tội coi thầy giáo ngang với con số 0. Ông lang thang qua thủ đô ánh sáng ba lê và tại đó đến mạng an bài cho ông hợp tác với một nghệ sĩ đồng hương, chính là Luis Buñuel, để sản xuất hai cuốn phim nổ to như trái bom. Tựa đề của hai cuốn phim thời thượng ấy là Con chó và Túi vàng. Hai bộ phim do Dali và Luis thực hiện đó là Túi vàng và Con chó. Văn Bình tiến sát lại bức họa mang tên Buñuel, kiễng chân lên ngắm. Bức họa này không được treo theo lối thông thường mà nó được gắn lọt vào tường, đề phòng bụi bặm và sự tàn phá của thời gian. Người ta lợp bên ngoài bằng một lớp gương mỏng. Ngẫm nghĩ một lát, Văn Bình trèo lên ghế, dùng lưỡi dao nhíp nạy bật tấm kiếng khỏi khung tranh. Thì ra bức chân dung của Luis được đắp nổi bằng than vụn. Nhìn kỹ, chàng khám phá ra trong chữ Buñuel được giấu một cái nút nhỏ xíu đồng màu với than vẽ. Chàng đặt ngón tay lên rồi ấn xuống từ từ. Một tiếng tắt khẽ vang lên. Vầng trán người đàn ông trong tranh bật ra để lộ một ô cửa vuông. Sau ô cửa là một ổ khóa chữ, có lẽ chính là ổ khóa mà Lulio đã nhắc đến. Ổ khóa gồm 5 vòng, vòng thứ nhất toàn chữ, những vòng còn lại toàn là con số. Câu nói của Diane văng vẳng bên tai Văn Bình, phải tìm kiếm bằng kiến thức và trí khôn, đừng tái máy, mở sai chữ thì cái hộp đựng họa đồ sẽ bốc lửa và tất cả sẽ cháy ra than. Chàng thần người dây lâu trước ổ khóa, nó được đúc bằng thép, một loại thép trui đặc biệt của Đông Đức, lớn bằng 3 ngón chân trụm lại. Thoạt đầu ai cũng tưởng nó không an toàn. Kỳ thật, nó là ổ khóa chữ đạt mức an toàn 100%. Nó đựng trong ruột một bộ máy nhỏ xíu cực kỳ tinh vi, gần như khối óc điện tử. Muốn mở cửa tủ không gây tai nạn, hóa chất bốc cháy trong loáng mắt, thì phải tuần tự mở ổ khóa từ phải sang trái. Xin nhớ là từ phải sang trái như là đọc chữ nho. Mỗi vòng chữ có một cái nút, bấm nút mới quay được.
quay đủ một vòng thì sẽ có tiếng tắt. Âm thanh này báo hiệu bắt đầu để số và mở. Người mở từ từ quay vòng số đã định thì ngưng và lại bấm nút. Nếu để lộn số thì có thể làm lại lần nữa và chỉ được phép lộn một lần. Lần thứ hai, lửa sẽ bốc cháy. Có 5 vòng số và chữ. Điều này có nghĩa là trong 5 lần quay, tai nạn đều có thể xảy ra. Lulio là cha đẻ của mật số oái oăm của ổ khóa đã sang bên kia thế giới. Trong trường hợp Văn Bình để lộn số, những giấy tờ trong két sắt sẽ bị thiêu hủy, điệp vụ Muleta sẽ thất bại hoàn toàn. Mồ hôi vã đầm đìa, Văn Bình càng lau khô, nó càng chảy ra như tắm. Chàng đã phăng ra ý nghĩa của hình con chó vàng, nhưng còn thiếu phụ mang miếng sườn nướng trên vai, tức gala, còn hàng chữ bí hiểm, đuổi khỏi trường đi nữ ước. Đuổi khỏi trường, chuyện này đánh dấu chuyến đi ballet của sinh viên vô kỷ luật Dali, đó là năm 1929. 5 năm sau, tức là năm 1934, Dali lên đường qua nữ ước. Đuổi khỏi trường đi nữ ước. Có thể là hai mốc thời gian 1929 và 1934, nghĩa là 2934. Chữ đầu của gala là chữ chi. Tóm lại, mật mã để mở ổ khóa có thể là chi 2934. Có thể chỉ vì Văn Bình dựa vào linh tính để đoán tìm. Dầu muốn dầu không, đây là một canh bạc. Chơi bạc thì chàng luôn luôn thắng. Chàng hy vọng lần này mình sẽ tiếp tục thắng. Chàng nhắm mắt, dựa lưng vào tường trong tư thế nghỉ khỏe, sau đó vận công. Tim chàng hết đập mạnh, mồ hôi lạnh không còn chảy ra mặt như hồi nãy. Chàng đã phục hồi được sự điềm tĩnh cố hữu. Chi 2934, bắt đầu là số 4, chàng bấm nút quay vòng. Tắt, chàng vặn ngang số 4 rồi lại bấm nút. Tiếng tắt này cho biết số 4 là số đúng. Lần lượt 392 rồi chi, 4 lần quay vòng, 4 lần Văn Bình đều được thưởng công bằng tiếng tắt kỳ diệu. Ổ khóa bất khả xâm phạm, rung chuyển nhẹ nhẹ. Văn Bình lắc từ dưới lên trên, nó bung ra nhẹ nhàng, đồng thời cánh cửa thép kích thước chữ nhật như cuốn tự điển được tự động mở lùi vào phía trong. Trong tủ sắt có một cái hộp cạch tông mỏng, Văn Bình mang nó ra khỏi két, lấy hết giấy tờ trong đó trải ngay ngắn trên mặt bàn đêm. Chàng mừng rơn, trong sấp giấy tờ có một họa đồ vẽ bằng màu, chỉ rõ lộ trình đến kho vàng. Sấp giấy tờ khá dày, được đánh máy, không có những chi tiết quan trọng. Nó gần như nhật ký của Lulio. Ông thuật lại nguồn gốc của số vàng và những lý do khiến ông bảo vệ nó. Văn Bình đọc lướt qua đến đâu, nhớ đến đấy. Chàng châm lửa, vứt tàn, nghiền nhỏ, cho vào ống cống buồng tắm. Riêng họa đồ kho vàng, chàng phải mất gần 5 phút mới nhớ được vào óc. Chàng vẽ nhẩm bằng ngón tay, dúng nước trên mặt bàn, đến khi hoàn toàn nắm vững các lộ trình chi chít. Chàng mới vo tròn họa đồ ném vào miệng, nhai nát rồi chiêu với ngụm nước. Diane vẫn còn ngủ say sưa. Văn Bình ngã mình xuống một bên, lần này chàng ôm nàng thật chặt và ngủ thật sự. Không gì sung sướng bằng được ngủ bù một giấc thả cửa và an toàn dưới sự canh gác của địch. Nếu cửa sổ nhìn ra vườn không được mở rộng để những tia nắng ban mai vàng chóe lọt vào, có lẽ Văn Bình vẫn còn ngủ mê mệt đến trưa. Chàng choàng dậy, Diane đang ngó chàng với dáng điệu âu yếm. Chết, ẩn ngủ quên, mấy giờ rồi em? 10:30. Em dậy hồi nào? 7 giờ, em ra phố mua đồ ăn vì trong nhà không có gì hết. May quá, người ta mà bắt gặp em thì nguy. Anh chỉ lo sợ Hảo Huyền, em chẳng thấy ai rình rập. Và lại em mua mọi thứ ở ngay đầu đường. Mùi cà phê, pha rượu rom thơm ngát. Bữa điểm tâm được nàng lo liệu, ê hề và thịnh soạn như đại tiệc. Nàng đưa tờ báo cho chàng. Hớp cà phê bỗng nhiên mắc nghẹn trong cuống họng chàng như thể nó là khúc xương lớn. Cuối trang nhất của tờ báo phát hành buổi sáng có một mẫu tin liên quan đến vụ thanh toán tại Chợ Trời hồi đêm. Mẫu tin này tiết lộ nội dung cuộc điều tra của nhà chức trách và tên sát nhân trốn thoát, miệng hút ống điếu Charatan. Văn Bình nhíu mày trước những dòng chữ như sau. Do sự hợp tác tỉnh táo và chính xác của một nhân chứng có mặt tại phạm trường, nhà chức trách cảnh sát đã biết tướng mạo hung thủ. Hung thủ ngập ống tẩu Charatan tại Madrid. Chỉ có 3 người dùng ống tẩu loại đắt tiền cả chục ngàn Mỹ Kim này. Tướng mạo, cách phục sức và giọng nói của một trong 3 người này ăn khớp với những lời mô tả của nhân chứng. Người này đều không ai dám ngờ chính là một viên chức cao cấp của tòa đại sứ Mỹ ở đây. Sở cảnh sát không cho biết thêm chi tiết nào khác. Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng được phối kiểm của bản báo cáo, thì người ngậm ống điếu kể trên chính là Joseph, đệ nhị tham vụ của sứ quán Mỹ. Bề ngoài là tham vụ ngoại giao, nhưng bên trong Joseph chính là trưởng cơ sở của CIA trên toàn cõi Tây Ban Nha. Dường như nhà chức trách đã khám phá ra và chính thức yêu cầu sứ quán Mỹ giải thích. Cho tới giờ báo lên máy, sứ quán Mỹ vẫn giữ im lặng. Dù sao đi nữa thì sự dính líu của CIA vào vụ thanh toán man rợ ngay tại thủ đô nước ta cũng là một hành động nguy hiểm khó có thể bào chữa. Chúng tôi nghĩ rằng quyền đặc miễn tài phán
khó thể được áp dụng vào trường hợp này, mặc dù Tây Ban Nha là hội viên Minh ước Bắc Đại Tây Dương và là đồng minh keo sơn của Hoa Kỳ. Hung thủ Joseph vẫn phải được xét xử trước tòa án theo luật pháp hiện hành. Đồng thời kể từ nay, cơ quan điệp báo CIA phải cuốn gói khỏi xứ này. Văn Bình thả tờ báo xuống đất. Diane rót thêm cà phê cho chàng. Rắc rối quá, đọc xong em muốn điên cả đầu. Thế này anh hết hoạt động. Chính phủ sẽ đuổi ông Joseph, không khéo anh cũng bị liên lụy. Văn Bình hút thuốc lá, không nói nửa lời. Trong khi Diane thu dọn, chàng chọn một dĩa nhạc êm đặt trên máy hát rồi lặng lặng ngồi nghe. Nét mặt trang nghiêm của chàng làm nàng e sợ. Nghe nhạc chán, chàng vặn radio. Chàng liếc đồng hồ, đã 12 giờ trưa. Văn Bình mở máy thu thanh không phải do sự tình cờ. 12 giờ là giờ các đài báo âm loan tin quan trọng trong ngày. Âu Châu gồm hàng chục quốc gia sát nát xen kẽ lẫn nhau, làn sóng điện hầu như giống nhau. Văn Bình chỉ xê xích nút vặn 1mm là giọng sứ ngôn viên thay đổi. Chàng không nghe đài Bồ Đào Nha hoặc Ý Đại Lợi, mà lướt qua đài báo âm Ba Lê trước khi dừng lại ở đài BBC London. Chàng đoán đúng, những việc xảy ra hồi hôm ở Madrid đã gây tiếng vang trên khắp thế giới. Theo lời sứ ngôn viên đài BBC, Bộ Ngoại giao Mỹ tỏ ra bối rối. Bộ này cho biết còn phải đợi sứ quán Mỹ ở Madrid gửi phúc trình về nên chưa thể trả lời những câu hỏi của báo chí. Phóng viên của đài Hoa Thịnh Đốn tiết lộ ông Joseph, đệ nhị tham vụ sứ quán Mỹ, kiêm trưởng cơ sở CIA tại Tây Ban Nha đã từ nhiệm lên đường về nước. Đài BBC cũng trích dẫn những lời cáo buộc nảy lửa của phái đoàn Liên Xô tại Liên Hiệp Quốc. Phe Cộng sản do Liên Xô cầm đầu với sự phụ họa của Hoa Lộc đòi ghi vào nghị trình khóa họp hiện hành của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vấn đề CIA trắng trợn xâm phạm chủ quyền nước Tây Ban Nha. Vẫn theo phóng viên đài BBC, vụ này hứa hẹn sẽ nổ lớn trong những ngày tới, trừ khi chính phủ Mỹ trưng được bằng chứng về sự vô can, bằng không dư luận toàn thế giới sẽ kịch liệt lên án họ. Diane tắt máy thu thanh, nói với chàng. Dường như anh có vẻ lo lắng. Chàng nhún vai, còn hơn lo lắng một bậc. Anh cần phải ra vườn xem xét lại chiếc xe. Chúng mình phải đi à? Ừ, lát nữa. Đi đâu? Nơi có kho vàng. Anh đã khám phá ra ý nghĩ của mẩu dây bí mật chưa? Rồi, chàng lững thững ra cửa. Diane không rời chàng nửa bước. Chàng ra hiệu cho nàng đừng hỏi. Đoạn mở cái vòng cổ bằng hạt trai màu trắng đeo toàn ten trên cổ nàng. Loại hạt trai này phát xuất từ quần đảo Mallorca ở ngoài khơi. Nó là hạt trai nhân tạo, gồm hai màu đen và trắng. Nó đẹp không thua gì hạt trai Nhật. Giá bán không đắt lắm, song lại rất quý. Phụ nữ thường đeo loại hạt trai này, kết thành 2-3 vòng. Chàng từ tốn đặt cái vòng hạt trai vừa cởi ra trên nệm giường. Chàng tiếp tục ra hiệu cho nàng ngậm miệng. Ra khỏi hành lang, chàng mới cười. Em cần hỏi cái gì thì hỏi đi. Hỏi tại sao anh không cho em đeo sâu chuỗi hạt trai? Nó là kỷ vật của mẹ em. Anh thấy nó không đẹp à? Anh tưởng em có trí khôn. Nào ngờ em lại ngu một cách kinh khủng. Em hiểu rồi. Trong chuỗi hạt trai của em có máy ghi âm của địch. Thưa cô, đúng vậy. Đừng giễu em tội nghiệp. Em đinh ninh họ giấu trong đồng hồ, trong đế giày. Ai ngờ lại giấu trong sợi dây hạt trai. Và lại sâu hạt này tự tay em mua. Làm sao họ có thể cất dụng cụ trong đó được? Em đã ngất đi một lát. Họ chỉ cần mấy phút đồng hồ khoan rỗng một hạt, nhét dụng cụ phát tuyến vào rồi test lại. Kỹ thuật điệp báo ngày nay đã sản xuất được những máy ghi âm nhỏ bằng nửa hạt bắp. Thật ra nó không hẳn là máy ghi âm, nó chỉ được tiếp vận âm thanh từ phòng ra ngoài đường. Nghĩa là anh cho rằng địch đang rình rập bên ngoài. Dĩ nhiên, loại dụng cụ tiếp vận nhét trong hạt trai hoạt động rất yếu, bắt buộc địch phải đậu xe hơi cách biệt thự này khoảng từ 50 đến 100 mét. Hồi sáng ra phố mua đồ ăn, em có thấy chiếc xe hơi bít bùng nào ở đầu hẻm không? Có. Hình dáng của nó thế nào? Em không thấy gì khác. Bề ngoài nó như xe chở hàng thông thường. Có thấy cọc vô tuyến điện dài thòng lòng hay không? Chắc không. Thế ở trên mui nó? Em nhớ hình như nó có một cái hộp tròn chứa cây quạt thông hơi. Mắt Văn Bình sáng rực. Chàng vất điếu xà lem vừa đốt chưa kịp hút ra vườn. Bàn tay phát một vòng trong không khí, miệng lẩm bẩm. Cây quạt thông hơi. Cảm ơn em. Điệp vụ Muleta đã hoàn tất 2/3 nhờ em. Diane ngơ ngác. Anh nói gì? Em không hiểu. Anh cảm ơn em về chuyện gì? Về chuyện kho vàng. Công ty chuyển vận Melia và cây quạt thông hơi có dính líu đến vụ 200 tấn vàng sao? Anh giải thích cho em nghe. Anh sợ là không kịp. Kịp gì? Kịp gặp ông giám đốc sở phản gián Tây Ban Nha. Anh điên rồi sao? Anh đang trốn chui trốn nhủi không dám ló đầu ra. Giờ này anh lại đòi gặp ông giám đốc phản gián. Muốn biết anh điên hay tỉnh, em cứ đi theo anh và đừng hỏi gì hết, rồi em sẽ hiểu. Văn Bình bước rảo ra cổng. Đây anh giữ chàng lại. Nếu anh không nói, em sẽ ở lì lại đây để anh đi một mình. Em lại xăng ta anh à? Thôi anh đầu hàng. Tóm tắt câu chuyện như vậy. Ông giám đốc phản gián Tây Ban Nha nhờ CIA hành động vì lẽ thứ nhất,
ông Lulio III của em yêu cầu. Thứ hai, và đó là nguyên nhân chính, gián điệp địch đã gài được tai mắt ở cấp cao nhất của sở. Một công đôi việc, ông giám đốc nhân cơ hội tìm kiếm 200 tấn vàng, thúc giục tay sai của địch xuất đầu lộ diện. Cách đây 12 tháng, Hoa Kỳ viện trợ cho phản gián Tây Ban Nha hai chiếc xe hơi kiểm tính tối tân. Nó không mang cọc vô tuyến dài thòn, chỉ trông giống như xe chở hàng của công ty Melia, trên mui có gắn cây quạt thông hơi đựng trong cái hộp tròn. Chiếc xe bít bùng đang đậu ngoài đường là của sở phản gián. Chộp bắt bọn nhân viên trong xe là phăng ra đầu mối. Sau đó chúng mình đến gặp ông giám đốc. Em còn thắc mắc nữa không? Diane trả lời bằng một cái hôn đền, phì phèo thuốc lá. Văn Bình mở cửa ra hẻm. Giờ trưa là thời khắc thiêng liêng của người bản xứ, giờ ăn, giờ ngủ, giờ yêu đương. Mọi người đều ngồi nhà, rất ít ra đường. Bởi vậy, Văn Bình không gặp ai. Chiếc xe kiểm thính sơn đen ngừng dưới răng me xanh ngát, lấp loáng nắng vàng. Lưu thông hoàn toàn thưa thớt, thậm chí khách bộ hành cũng hiếm. Văn Bình có cảm tưởng như đang trưa 30 Tết ở Sài Gòn. Chàng nương theo hàng rào nên tài xế ở băng trước không nhìn thấy chàng. Văn Bình đến sát xe, hắn vẫn còn ngủ gà ngủ gật. Chàng chờ hắn nghe động quay mặt lại mới thọc Atemi vào yết hầu. Hắn ngã ngửa trên nệm xe không kêu được nửa tiếng. Chàng lục túi nạn nhân lấy chùm chìa khóa. Cửa sau xe được khóa từ bên trong, muốn mở phía ngoài phải có chìa khóa. Cửa xe vừa hé, Văn Bình đã vọt lên. Hai nhân viên kiểm thính đang ngồi bệt trên sàn bên đống ruột bánh mì và vỏ chai rượu chát la liệt. Chúng no ứ bụng, biết có biến mà không phản ứng kịp. Tên trẻ toan đặt ngón tay lên nút báo động gắn ở sườn xe, thì cụ chó Văn Bình đã tông trúng cằm. Hắn ngã nhào, dập đầu vào dàn máy kiểm thính. Tên già trơ mắt ếch ngó Văn Bình mà không dám đương đầu bằng võ lực, cũng không dám mở miệng kêu cứu. Tên trẻ vừa bị đánh bất tỉnh, mặc dầu Văn Bình chỉ sử dụng một thế chấu quyền thật nhẹ nhàng. Nghệ thuật cao siêu của chàng làm tên già rét run. Hắn nói không ra hơi, thưa ông xin ông tha cho tôi. Diane đóng cửa sau rồi ra phía trước, choán chỗ ngồi của tài xế. Văn Bình kéo cái chốt nhỏ mở cửa ăn thông từ phía sau với cabin tài xế, chàng dặn nàng. Nếu có gì khả nghi thì báo cho anh biết ngay. Đoạn chàng hất hàm với tên già. Tuổi anh đã sấp xỉ 50, cái tuổi có con cháu đầy đàn, cần hưởng thụ. Cái tuổi sửa soạn được về hưu nghỉ ngơi, rất thèm sống và sợ chết. Anh hiểu ý tôi không? Tên già nuốt nước miếng. Dạ hiểu. Ai ra lệnh cho các anh theo dõi tôi bằng xe kiểm thính? Thưa thượng cấp. Thượng cấp nào? Dạ, em là nhân viên kiểm thính của sở phản gián. Tôi đã biết, anh khỏi cần chạy vòng quanh. Tôi chỉ hỏi thượng cấp nào ra lệnh. Ông chánh sở nội vụ hay ông chánh sở kiểm thính? Thưa ông nội vụ. Tốt, bây giờ anh dẫn tôi về sở. Chết, ông làm thế thì tụi em chết mất. Thượng cấp dặn chúng em tuyệt đối thận trọng và kín đáo, không được để ai khám phá. Bại lộ chúng em sẽ bị đuổi việc và chắc chắn là ngồi nhà đá. Ngồi nhà đá vẫn khỏe hơn nằm nhà thương. Thưa ông, Văn Bình không cho phép tên già nói dứt câu. Chàng phát Atemi ngang sườn, hắn ngã đè lên khối thịt dài thòn của bạn hắn. Chàng ghé miệng sát ô cửa ăn thông với băng trước, cất tiếng gọi Diane. Lái đến từ thất ông giám đốc đi, ở gần ga xe lửa Atosa. Nhà ga này, tọa lạc ở phía nam thành phố, không xa vườn bách thảo bao nhiêu. Quấy rầy một yếu nhân nhà nước giữa trưa nắng gắt là việc phạm thượng hầu như không bao giờ xảy ra ở xứ lừng khừng thèm ngủ trưa như Tây Ban Nha. Diane có vẻ bối rối trước sự dục dã của Văn Bình. Nàng nói, giờ này có lẽ ông ta đang ngáy. Chẳng sao, cứ dựng đầu ông ta dậy. Khó lắm anh ơi, lính gác sẽ không cho xe vào. Đừng ngại, anh sẽ gọi điện thoại báo trước. Buổi trưa họ cúp điện thoại. Ông ta đang chờ anh. Trời ơi, nghĩa là công việc này được bố trí từ trước. Dĩ nhiên, bố trí từng ly từng tí. Ông giám đốc phản gián nghi ngờ một trong hai cộng sự viên thân cận của ông chơi trò hai mang. Vừa ăn lương Tây Ban Nha vừa trung thành với một tổ chức do thám địch. Rình mãi ông ta chưa có bằng cớ, ông bèn dương bẫy. Khiếp, em cứ tưởng là anh hoạt động tùy hứng. Không dè mọi chi tiết đều được sắp xếp tỉ mỉ. Không khéo việc anh gặp em trong nhà hàng bô tin cũng được sắp xếp sẵn cũng nên. Văn Bình chỉ cười mà không đáp. Nàng trề môi. Ông giám đốc nghi cho Antonin. Chàng vẫn cười. Phải, nghi hắn là tay sai của địch. Không đúng đâu. Ông giám đốc trông gà hóa quốc. Nếu đích thật Antonin là tay sai của địch thì không lẽ địch lại giết hắn. Trong nghề này vắt chân bỏ vó là chuyện bình thường. Địch hạ sát Antonin còn để bảo vệ bí mật. Sau khi chứng kiến vụ Antonin bị hạ sát trên thềm nhà hàng, anh đã đoán được ngay mưu đồ của địch. Antonin vui vẻ thản nhiên bước ra ngoài. Sự kiện này cho thấy hắn quen thân với hung thủ. Như thế, có lẽ địch đã biết anh đến nhà hàng Putin à? Vì em bị bắt cóc, anh không thể không đến đó tìm hiểu tin tức về em. Em không khai, địch bèn tạo điều kiện cho em thoát thân cùng đi với anh. Địch chỉ cần theo dõi đường đi nước bước và cuộn băng ghi âm là nắm gọn được kết quả thắng lợi. Địch giết cha em. Em phải trả thù. Họ không chủ trương giết, họ chỉ nhằm bắt cóc Lulio cũng như bắt cóc em. Kế hoạch của họ bị trục trặc trước lưỡi quán lưỡi dao.
họ bị một tổ chức đối đầu khác phục kích và Lulio thiệt mạng trong trường hợp bất khả kháng. Kẻ bắt cóc em và ba em là ai? Ông giám đốc phản gián có thể trả lời câu hỏi này dễ dàng, nhưng hiện giờ thì anh vẫn còn mù tịt. Thế còn tổ chức đối đầu? Cũng hoàn toàn mù tịt, nhưng chắc chắn một trong hai tổ chức có liên hệ đến vụ này là GIU hoặc KGB của Xô Viết. Sắp đến trạm điện thoại công cộng, em tấp vào lề đi. Hai tên mật vụ vẫn nằm thiêm thiếp. Văn Bình thoát xuống, cười tình với cô gái bán hoa cạnh cabin điện thoại, lại những tờ báo với những tấm hình to tướng của Z-28. Chàng không có thời giờ cải trang, chân tướng của chàng sắp một lần nữa bị phơi bày, không hiểu sự thể sẽ ra sao. Đằng nào chàng cũng hết đường lùi, chàng dọn nụ cười thật quyến rũ, hầu che lấp trí nhớ và khả năng quan sát của cô gái bán báo. Chàng mua một cái dơ tông điện thoại với tờ bạc 10 peseta, đoạn chui vào cabin sau khi tặng thêm một nụ cười thứ hai. Cuối đường dây có tiếng ống nghe được nhắc lên. Văn Bình nói, ôi ga, hai tiếng liên tiếp. Ôi ga, giống như tiếng alo của anh Mỹ. Người đối thoại, thờ phù, đoạn đáp giọng mệt mỏi chán trường. Đi ga, nghĩa là tôi nghe đây. Văn Bình nói nhanh và ngọn. 381246, phải không? Đó là mật khẩu được Đại tá Pít nhắc lại 3 lần cho chàng nhập tâm. Mặc dù người đối thoại là được rửa 100%, chàng vẫn phải gọi là cô. Mật khẩu thường vớ vẩn, oái oăm như vậy. Người đối thoại hơi khựng lại sau khi nghe rõ lời nói rắn rỏi của Văn Bình. Y lần khân nửa phút đồng hồ rồi hỏi lớn. Bà kêu số 375316. Đúng rồi. Tôi đây. Ông tìm ra rồi à? Ra rồi. Ai? Nội vụ. Ông đang ở đâu? Cách nhà ông 5 phút xe hơi. Mời ông đến ngay. Lính gác sẽ mở cửa rước ông. Chào ông và cảm ơn ông. Văn Bình lại cười lần thứ ba với cô gái bán báo. May cho chàng, nàng đã bị nghệ thuật cười của chàng thu hồn. Nàng không còn nhớ tới sự giống như khuôn đúc giữa con người trên nhật báo và thanh niên vạm vỡ khả ái đứng trước sạp báo. Văn Bình trèo lên xe thì Diane mở cửa nhảy xuống. Mặt nàng đỏ bừng, trong mắt phụt lửa. Chàng hỏi nàng, em định đi đâu? Nàng vùng vằng. Đi đâu, mặc tôi. Nàng đến trước sạp báo tay chống nạnh với bộ điệu hầm hầm. Nguy rồi, điều chàng không ngờ đã nổ bùng. Nàng đang ghen, nàng hất hàm với cô gái bán báo. Bao nhiêu tiền, một đồng dĩa tông để gọi điện thoại? Cô gái đáp. Khoảng 2 peseta. 2 peseta mà cô đã lấy những 10 đồng. Tôi thối lại, nhưng mà ông ấy cho tôi luôn. Cho luôn à? Diane vừa nói vừa sấn lên nắm mái tóc dài của cô gái bán báo. Cô gái kêu cứu vang rần. Một đám người hiếu kỳ lũ lượt kéo tới, phần đông là đàn ông. Tuy nhiên công chúng chỉ giữ vai trò bàng quan, không ai can thiệp. Diane vặn xoắn mái tóc của nạn nhân, sổ té xuống đường. Khi ấy nàng bỗng có sức khỏe không thua lực sĩ thế vận. Hẳn hạ cô gái vô tội chưa hả giận, nàng còn hất tung chồng báo, bắn vương vãi tung tóe. Văn Bình phải xuống nước năn nỉ, nàng mới chịu buông tha. Đám đông vỗ tay reo mừng, như thể sự việc vừa diễn ra là màn biểu diễn hài hước. Nổi sùng, Diane chụp cánh tay gã đàn ông đứng gần, dùng một thế quật thần tốc của nhu đạo, bắt hắn đò ván một cách thảm hại. Bị xấu hổ nơi nhĩ mục quan chiêm, gã đàn ông ngồi dậy, thòi một cú vào hông, làm nàng loạng choạng gục xuống về xe. Chưa đủ, hắn còn đạp bồi bằng gót chân, khiến nàng ngã nhào.